Sự thật động trời đằng sau vụ hoa hậu Ý Nhi khiến nhiều người sốc nặng khi rõ đen trắng. Những phát ngôn nhạy cảm của hoa hậu Ý Nhi trong thời gian vừa qua đã đẩy cô vào một cuộc tranh cãi không hồi kết và bị công chúng quay lưng. Nhiều ngày vừa qua, ồn ào của hoa hậu thế giới Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi thu hút sự quan tâm đông đảo của dư luận. Từ một tân hoa hậu được nhận xét đăng quang xứng đáng, Ý Nhi đã bị khán giả tẩy chay, yêu cầu tước vương miện và xuất thì quốc tế. Hiện tại, một bộ phận anti-fan quá khích còn tấn công cả gia đình, thầy cô của người đẹp quê Bình Định. Hành động này bị lên án bởi vì nhiều người đã đi quá giới hạn, gây ra tổn hại đến những bên không liên quan. Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, luật sư Nguyễn Hữu Toại, công ty luật Hưng Đông đã khẳng định việc rằng nhiều người tấn công gia đình, miệt thị ngoại hình của Hoa hậu Ý Nhi là điều không văn minh. Luật sư này cho biết quyền tự do ngôn luận của công dân đã được pháp luật ghi nhận tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013. Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Như vậy, pháp luật quy định rằng quyền tự do ngôn luận được giới hạn theo quy định của pháp luật. Ở góc độ công luận mà nói, người dân có đặc quyền đặt câu hỏi xoay quanh những vấn đề như cuộc thi này có vi phạm quy định của pháp luật hay không? Chất lượng của cuộc thi và thí sinh như thế nào? Trách nhiệm của đơn vị tổ chức trong việc quản lý hình ảnh hoa hậu ra sao? Thế nhưng, họ không có những hành vi quá khích được. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác là điều không nên. Luật sư Nguyễn Hữu Toại đã chỉ ra, tâm lý không sợ bị cơ quan chức năng truy vết, xử lý cho nên khiến cho nhiều người có hành động, lời nói không được phù hợp, thiếu đi chuẩn mực. Bởi vì một lẽ, trên không gian mạng, các tài khoản đều ẩn danh, người dùng đều không quen biết nhau. Sự đông đảo của cộng đồng mạng dễ dàng thổi phồng một vấn đề, khiến cho câu chuyện biến tướng. Họ bêu ríu, cười cợt những bức ảnh hoa hậu khóc lóc, xin lỗi công chúng. Nếu muốn tìm ra chủ tài khoản vi phạm, cơ quan thẩm quyền phải có yêu cầu các nhà mạng cung cấp danh tính cho người dùng. Thế nhưng điều này gặp rất nhiều khó khăn bởi vì các nhà cung cấp dịch vụ cần bảo mật thông tin khách hàng. Theo quy định tại điểm A, khoản 1, điều 101, nghị định số 15/2020/NDCP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử thì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân có thể sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Trong trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình Sự có thể bị phạt đến 7 năm tù giam. Trong thực tế, chế tài xử lý về hành chính theo quy định hiện còn nhẹ, chưa đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung. Vì vậy, theo tôi, trong thời gian tới, các cơ quan quản lý nhà nước cần phải sửa đổi quy định này để tăng mức xử phạt, để đảm bảo tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa các vi phạm trên không gian mạng. Theo quan điểm của tôi, cơ quan quản lý cần phải có những quy định rõ ràng, yêu cầu các nhà mạng cung cấp dịch vụ tại Việt Nam phối hợp để kiểm soát thông tin, quản lý hành vi ứng xử trên mạng xã hội. Hành động đó sẽ giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức cũng như là lợi ích của nhà nước. Luật sư chia sẻ thêm. Những thế lực đứng sau làm loạn vụ hoa hậu Ý Nhi. Sự bùng nổ của mạng xã hội đang kéo theo rất nhiều hệ lụy phía sau. Nhiều anh hùng bàn phím giấu mặt, tạo ra một hiệu ứng đám đông, ồ ạt tấn công, xúc phạm, miệt thị một cá nhân nếu chót mắc sai lầm. Những hình ảnh về buổi offline, tức là gặp mặt của hội nhóm
những người tẩy chay Hoa hậu Ý Nhi đang được lan truyền khắp trên các mạng xã hội. Số đông đều cho rằng đây là một động thái đi quá xa. Còn một nhóm người tẩy chay Hoa hậu cùng gặp gỡ ăn nhậu, răng biểu ngữ, băng rôn có hình ảnh Hoa hậu đang khóc được cho là hành động quá khích và gây ra phản cảm. Mạng xã hội như là Facebook, TikTok, v.v. đã vô tình giúp quyền lực của nhiều tài khoản cá nhân tăng lên khi mà họ tụ tập lại, lập nên những hội nhóm anti kêu gọi tẩy chay người nổi tiếng. Từ vụ việc của diễn viên Hoài Linh, Hoa hậu Hương Giang, ca sĩ Hiền Hồ, v.v. nhóm anti-fan, những người tẩy chay nghệ sĩ sẽ tràn vào trang cá nhân, tràn vào những nhãn hàng để tấn công, kêu gọi gỡ bỏ hình ảnh, không hợp tác với những nghệ sĩ vướng scandal. Với Ca Đậu Ý Nhi, mọi động thái đã đi xa hơn như thế. Khi mà nhóm anti-fan với hơn 600.000 người còn tổ chức gặp mặt, răng biểu ngữ, băng rôn rầm rộ. Có nhiều tài khoản tấn công cả gia đình, người thân, thầy cô giáo của tân hoa hậu này. Trao đổi phóng viên Báo Lao Động, chuyên gia đào tạo hoa hậu Phúc Nguyễn phân tích rằng ban tổ chức của bất kỳ cuộc thi hoa hậu nào cũng sợ nhất, ám ảnh nhất với khủng hoảng của truyền thông. Dưới thời đại công nghệ đang phát triển, mạng xã hội bùng nổ như hiện nay, chỉ trong tích tắc thôi, một sai sót trong phát ngôn, hành xử của tân hoa hậu hay là á hậu vừa đăng quang sẽ lan truyền với một tốc độ chóng mặt. Khi bạn là một người bình thường, trang cá nhân chỉ vài chục người, vài trăm người theo dõi tương tác. Nhưng mà khi bạn nổi tiếng rồi, khi bạn là hoa hậu rồi, hàng chục nghìn người sẽ theo dõi. Và khi bạn mà là hoa hậu lại vướng scandal, hàng trăm nghìn người sẽ lan truyền, chia sẻ, bình phẩm về câu chuyện sai sót của bạn. Chỉ trong vài giờ thôi, cả nước sẽ biết chuyện của bạn hết. Theo chuyên gia Phúc Nguyễn, xử lý khủng hoảng truyền thông trong thời đại mạng xã hội phát triển hiện nay là rất khó. Tốc độ khủng hoảng lan truyền quá nhanh, sự việc còn trở nên nghiêm trọng hơn sau khi đã được lan truyền. Để xử lý kịp thời là một bài toán khó với ban tổ chức. Hiện Hoa hậu Ý Nhi đã phải tạm dừng các hoạt động. Cô không xuất hiện ở các sự kiện có tham gia của nhiều hoa hậu, á hậu. Đồng thời tân hoa hậu này cũng ngừng trả lời phỏng vấn khi khủng hoảng đang xảy ra liên tiếp. Ý Nhi đang bị đe dọa nghiêm trọng vì anti-fan. Đại diện ban tổ chức Miss World Việt Nam cho biết, sức khỏe và tinh thần của hậu Ý Nhi đang bị đe dọa nghiêm trọng trước việc công kích, xúc phạm trên môi trường mạng. Những ngày vừa qua, câu chuyện Hoa hậu Ý Nhi dính vào liên hoàn thị phi với những phát ngôn, lời nhận xét chưa chuẩn khi giao lưu với truyền thông. Chỉ sau hơn 10 ngày đăng quang, Miss World Việt Nam 2023, các hội nhóm anti-fan Ý Nhi mọc lên như nấm. Hiện có nhóm hơn 600.000 thành viên. Các nhóm anti này chuyên soi các hoạt động của Hoa hậu, đăng tải nhiều bài viết kêu gọi tẩy chay, tước vương miện của Ý Nhi. Suốt hơn một tuần vừa qua, Ý Nhi gần như biến mất khỏi mạng xã hội và truyền thông của mình. Điển hình như sự kiện cách đây 2 ngày, quy tụ cả gian hoa hậu, á hậu đình đám showbiz Việt như là Thùy Tiên, Thanh Thủy, Mai Phương, Phương Nhi, v.v. Có cả á hậu 2 Miss World Việt Nam 2023, Huỳnh Minh Kiên. Nhưng hoa hậu Ý Nhi tiếp tục vắng mặt. Điều này khiến cho fan sắc đẹp tò mò về tình hình hiện tại của nàng hậu gốc ở Bình Định. Trong diễn biến mới nhất, bà Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức Miss World Việt Nam 2023, đã có văn bản gửi đến các cơ quan chức năng đề xuất chia sẻ hỗ trợ Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi trước việc bị bạo lực mạng xã hội vì khát ngôn vụng về. Trong báo cáo, bà Dung cho biết sức khỏe tinh thần của Ý Nhi đang bị đe dọa nghiêm trọng trước việc công kích, xúc phạm trên môi trường mạng. Trên thực tế, từng có nạn nhân bị tước đoạt sinh mạng trong những tình huống tương tự. Phát ngôn của Hoa hậu có phần đáng trách. Chúng tôi đã ngay lập tức nhắc nhở, rèn giũa Ý Nhi cũng như là những bộ phận truyền thông. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng cam kết rút kinh nghiệm sâu sắc để không tạo nên sự hiểu lầm, phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng,
bà Phạm Kim Dung thừa nhận. Trước đó, trong một buổi live stream của Á hậu Đào Thị Hiền, cô tiết lộ top 3 Miss World Việt Nam 2023 đều đang ở thành phố Hồ Chí Minh tham gia nhiều hoạt động. Tuy nhiên, lịch trình những ngày vừa qua không quá bận rộn. Top 3 có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Đặc biệt là Đào Thị Hiền tiết lộ rằng top 3 được sắp xếp nghỉ ngơi trong các phòng khác nhau của khách sạn. Nhưng mà sau khi hoàn thành công việc thì cô và Á hậu Minh Kiên đều sang trò chuyện, ăn uống cùng Hoa hậu Ý Nhi. Thậm chí còn rủ dê Ý Nhi ăn bánh tráng trộn với những người em. Nhưng mà người em này từ chối. Từ chia sẻ của Đào Thị Hiền, người hâm mộ thấy rằng Hoa hậu Ý Nhi hiện vẫn luôn được bạn bè, những anh chị em sát bên cạnh. Trong livestream, Đào Thị Hiền cũng có thái độ bơ những câu hỏi nhạy cảm liên quan đến hậu Ý Nhi. Dù không nhắc tới sự việc cụ thể, nhưng mà Á hậu một Miss World Việt Nam 2023 lên tiếng, mong công chúng nhìn nhận khách quan, góp ý tích cực để họ có thể hoàn thiện bản thân hơn. Liên quan tới ồn ào Hoa hậu Ý Nhi, hiện Cơ sở Văn hóa và Thể thao Bình Định đã tiến hành làm việc với đơn vị tổ chức Miss World Việt Nam 2023. Ngoài ra, các bộ phận chuyên môn của Sở Văn hóa Thông tin cũng đang nghiên cứu thêm các quy định của pháp luật liên quan. Qua đó đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định hướng xử lý vụ việc này.